Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin quốc tế trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất về tình hình quốc tế với những điểm nóng được dư luận xã hội quan tâm để gửi tới quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Nga tổng tấn công Kharkov, Ukraine tháo chạy. Quân đội Nga đang bắt đầu tăng cường hoạt động mạnh trở lại trên mặt trận quốc. Trong khi đó, họ cũng được cho là đang cố gắng tiến lên từ phía Bắc. Theo hướng Sivert, lực lượng Moscow đã cố gắng tấn công bằng hơn 10 xe tăng thiết giáp trên trục Ivano, Davrivka và VMK. Theo phía Kiev, cuộc tấn công đã bị ngăn chặn. Điều này cho thấy quân đội Nga một lần nữa đang trở nên rất tích cực ở khu vực này. Tại Bobrovka, lực lượng Moscow đang tập trung chủ yếu vào hướng Kharkov và Selidovo, giành được nhiều địa bàn. Họ đặc biệt tích cực phát triển về phía tây Selidovo. Những báo cáo mới nhất xác nhận các cuộc đột phá vào Inanka. Việc quân đội Nga chiếm được ngôi làng này có thể khiến cho Ukraine lâm nguy. Theo hướng đường cao tốc H-15, lực lượng Moscow chiếm được ngôi làng Makhnitska, đồng thời giành thêm nhiều lợi thế dọc theo các cánh đồng. Sau khi chọc thủng tuyến phòng thủ đối phương tại Ulanda, quân đội Nga đang phát triển nhanh về Kharkov từ phía nam. Việc phát triển 10 đến 12 km so với tốc độ tiến quân trước đây của Nga trong khoảng thời gian tương tự là cực kỳ hiệu quả. Điều đó thể hiện lực lượng Kiev không thể chịu nổi sức ép từ lính xung kích thuộc nhóm Vostok và phải bỏ chạy. Quân đội Nga đột phá nhanh từ phía nam và hiện chỉ còn cách Kharkov chừng 10 km. Đây không phải là lần đầu tiên cảnh quay kiểm soát khách quan ghi lại cảnh lực lượng Kiev tháo chạy vội vã khỏi các ngôi làng, nơi quân đội Nga đang đột kích bằng xe bọc thép, đồng thời đưa quân dự bị vào trận chiến. Đáng chú ý là tin từ thực địa cho biết Nga chính thức bắt đầu tiến công Kharkov, thay vì bao vây thì họ lại đánh vỗ mặt từ phía đông, không cần chờ các hướng Bắc và Nam cùng tiến. Có lẽ quân đội Nga đã nhận thấy thời cơ do lực lượng Kiev rệu rã, tinh thần chiến đấu suy giảm nghiêm trọng nên đã đến lúc đẩy mạnh hoạt động tấn công hàng chục khu vực, xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương. Hầu hết các làng Katerinivka và Maximovka đã bị mất. Bên cạnh đó, họ cũng đã xâm nhập vào Novoosnesevka sau khi phát triển từ Selidovo. Không chỉ các vấn đề về nhân sự của quân đội Ukraine và trang Chensbaikan đang trở thành lý do chính giúp cho Nga tăng tốc độ tấn công. Đồng thời, đội ngũ chỉ huy mặt trận cấp cao xử lý báo cáo gửi về Bộ Tổng tham mưu cực kỳ có trách nhiệm và không vội tuyên bố chiến thắng cho đến khi các làng hoàn toàn được kiểm soát và dọn sạch. Phòng tuyến Ukraine ở Donetsk nguy cơ sụp đổ. Các đơn vị Nga đã tiến quân với tốc độ nhanh nhất kể từ đầu năm 2022, khiến cho phòng tuyến của Ukraine ở khu vực phía nam Donetsk đối mặt với nguy cơ sụp đổ trong thời gian tới. Theo thống kê, thì vào tháng 10, lực lượng Nga đã giành được khoảng 500 km vuông lãnh thổ, chủ yếu là ở Donetsk. Ngoài ra, thì Nga cũng đã giành khoảng 40 km vuông ở khu vực Kupiansk-Kharkov, khu vực nằm gần Donetsk. Thị trưởng cơ quan quân sự dân sự Kupiansk Andrei Bisin mô tả tình hình ở khu vực này là nguy cấp và cho biết khoảng 1.400 người vẫn chưa sơ tán khỏi đây khi mà Nga đang áp sát. Kể từ đầu tháng 10, tình hình ở Kupiansk đã xấu đi đáng kể đối với các lực lượng của Ukraine. Các quân nhân Ukraine thừa nhận lực lượng Nga đang áp đảo về pháo binh, thiết bị quân sự và nhân sự. Kupiansk, một nút giao đường sắt và trung tâm hậu cần quan trọng, đã bị lực lượng Nga kiểm soát sau cuộc tấn công vào hồi tháng 2 năm 2022. Lực lượng Ukraine đã giành lại thành phố này trong một cuộc tấn công chớp nhoáng qua vùng Đông Bắc vào tháng 9 cùng năm. Tuần trước, thì một quan chức thân Nga ở Zaporizhia cho biết Moscow đã giành được một dải đất dài 20 km ở Nam Donetsk trong một ngày sau khi mà Ukraine rút quân một cách vội vàng khỏi đây. Các đơn vị chiến đấu của Nga hiện chỉ cách Kupiansk khoảng 3 km. Về phía Nam, quân đội Nga đã đến sông Oskil, biến lãnh thổ do Ukraine kiểm soát ở bờ trái thành hai khối riêng biệt và đang co lại. Các cây cầu qua sông bị ném bom liên tục. Kế hoạch rõ ràng của Nga dường như là tấn công tiêu thổ Kupiansk và sau đó giành lại quyền kiểm soát. Donetsk tiếp tục là điểm nóng nhất trên tiền tuyến khi Nga liên tiếp giành được lãnh thổ tại đây. Nga đã kiểm soát hầu hết Lugansk
và đẩy nhanh tốc độ tiến quân ở Donetsk với mục tiêu kiểm soát hoàn toàn khu vực Donbass, trung tâm công nghiệp nặng hàng đầu của Ukraine, cũng như nơi tập trung nguồn trữ lượng khoáng sản dồi dào của Kiev. Nga đang tận dụng ưu thế áp đảo về nhân lực và hỏa lực để giành được ưu thế trước Ukraine khi mùa đông đang tới gần và điều kiện địa hình sẽ trở nên bất lợi cho hoạt động tác chiến. Một công binh Ukraine cho biết, với quá ít vũ khí thông thường, Ukraine đang cố gắng giữ vững phòng tuyến bằng máy bay không người lái. Oleksandr Ivanstov, một người điều khiển máy bay không người lái thuộc lữ đoàn tấn công số 3, cho biết tình hình ở bờ trái rất căng thẳng. Những trận chiến diễn ra ở khắp mọi nơi, đôi khi họ thành công, đôi khi thì không. Không có nơi nào chiến đấu dễ dàng. Nga có nguồn lực khổng lồ, ông thừa nhận. Nga đang theo dõi chặt chẽ chính sách của Mỹ. Đây là thông điệp được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gửi đến các phóng viên tại Kiev khi ông trả lời một câu hỏi về thiện chí đàm phán của Moscow. Điều đó phụ thuộc vào cuộc bầu cử ở Mỹ, ông Zelensky nói. Nếu được bầu, Phó Tổng thống Kamala Harris dự kiến sẽ tiếp tục duy trì phần lớn các chính sách của chính quyền Tổng thống Joe Biden, vốn ủng hộ Ukraine, mặc dù vẫn còn một số điểm bất đồng, như việc sử dụng vũ khí của phương Tây để tấn công sâu vào trong lãnh thổ Nga. Với lập trường hoàn toàn khác, cựu Tổng thống Donald Trump đã ám chỉ rằng ông sẽ chấm dứt việc hỗ trợ cho nỗ lực chiến tranh của Ukraine và tuyên bố ông có thể giải quyết cuộc chiến trong một ngày. Các điều khoản của một kế hoạch hòa bình do ứng viên Phó Tổng thống Đảng Cộng hòa Zdeněk Vann, phó tướng của ông Trump, đưa ra rất giống với danh sách mong muốn của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Các nhà phân tích nhận định chính sách của Mỹ đang ở ngã ba đường. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng sẽ chuyển thành bước ngoặt trong các cuộc đàm phán hòa bình, bởi vì không có dấu hiệu nào cho thấy Nga đã sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán bất kể ai sắp trở thành chủ nhân của Nhà Trắng. Thomas Graham, chuyên gia về chính sách đối ngoại của Nga và là thành viên danh dự của Hội đồng quan hệ đối ngoại, cho biết những gì Trump nghĩ ông ấy có thể làm, đòn bẩy mà ông ấy có vẫn chưa rõ ràng vào thời điểm này. Nhưng tôi không nghĩ đó là một quá trình nhanh chóng. Tuy nhiên, các chuyên gia dự đoán việc cắt giảm viện trợ của Mỹ nhiều khả năng sẽ dẫn đến những thay đổi trên chiến trường. Ông cũng nhận định, với bất kỳ ứng viên tổng thống tiềm năng nào, Tổng thống Putin sẽ tìm cách khai thác những gì mà ông ấy coi là sự bất ổn chính trị ở Mỹ, cũng như những rạn nứt trong sự thống nhất của phương Tây. Những rạn nứt đó có thể xuất hiện khi chính quyền Trump cắt giảm viện trợ của Mỹ và đóng vai trò ít hơn trong NATO, hoặc là Quốc hội Mỹ chia rẽ cùng với các yếu tố khác. Áp lực tài chính đối với các đồng minh châu Âu cũng đóng góp một phần nào đó, cũng như những rạn nứt trong nội bộ NATO, với các nhà lãnh đạo thân Nga ở các quốc gia thành viên của Liên minh như là Hungary và Slovakia. Nếu phương Tây không thống nhất, nếu phương Tây không thể hiện rõ ràng rằng phương Tây và Ukraine có chung tầm nhìn về những gì họ đang cố gắng đạt được, Tổng thống Putin không có lý do gì để xem xét lại những gì ông ấy đang làm ở Ukraine vào thời điểm này. Nga khó có thể đàm phán. Các chuyên gia cho biết quy mô của cuộc chiến quá lớn đối với một cuộc đàm phán đơn giản giữa Moscow và Kiev. Họ lập luận rằng đây là một cuộc xung đột rộng lớn nhiều hơn giữa Nga và phương Tây. Theo chuyên gia John Lapps tại chương trình Nga và Âu Á tại tổ chức tư vấn Chatham House ở London, đối với Nga, cuộc xung đột ở Ukraine chỉ là phương tiện để đạt được mục đích, và mục đích là hạn chế hơn nữa ảnh hưởng của Mỹ trong các vấn đề quốc tế. Ukraine đã bị Nga áp đảo về quân số, trong khi Moscow dường như đã sẵn sàng chấp nhận con số thương vong lớn. Theo NATO, hơn 600.000 binh lính Nga đã thiệt mạng hoặc bị thương. Đối phương đang tăng cường quân số để đẩy lực lượng vũ trang Ukraine ra khỏi khu vực quốc bằng mọi giá. Yếu tố chính của Nga trong cuộc chiến này là số lượng binh lính của họ, đó là những cuộc tấn công và hành động phản công dữ dội. Họ làm điều này ở mọi nơi trên tiền tuyến. Oleksiy Ryes, chỉ huy tiểu đoàn tấn công độc lập số 225, đang chiến đấu trong chiến dịch đột kích của Ukraine vào vùng biên giới Nga cho biết. Tại khu vực Zaporizhia ở Ukraine, một chỉ huy khác của cơ quan an ninh Ukraine cho biết, bằng cách điều động một số lượng lớn nhân lực vào trận chiến, Nga đang cố gắng giành được chỗ đứng ở các vùng xám của mặt trận. Sĩ quan Ukraine cho rằng một hệ thống công sự phức tạp ở Zaporizhia đang giúp Kiev bảo vệ tiền tuyến. Nhưng Ukraine thừa nhận như vậy là chưa đủ. Quốc hội Ukraine tuần trước đã bỏ phiếu gia hạn thiết quân luật và lệnh nhập ngũ thêm 90 ngày. Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine thông báo rằng có kế hoạch triệu tập thêm 160.000 người.
Các binh lính Ukraine cho biết Nga cũng có những lợi thế khác như là số lượng đáng kể máy bay không người lái, máy bay đắt đỏ và nhiều phương tiện hơn cho phép chiến đấu trong điều kiện mùa thu và mùa đông lầy lội. Những người lính cho biết Ukraine cần hỗ trợ cho cả bộ binh và kho thiết bị của họ. Chúng tôi có đạn dược, nhưng lính pháo binh nói, không bao giờ là đủ. Vitaly Milovidov, người phát ngôn của Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 15, người đang chiến đấu ở khu vực Donetsk phía đông, nơi mà lực lượng Nga tiếp tục đạt được những bước tiến nhỏ, cho biết như vậy. Nếu chính quyền Tổng thống Trump cắt giảm viện trợ của Mỹ, Ukraine sẽ ngày càng yếu thế hơn về mặt hỏa lực. Các quốc gia châu Âu đang cố gắng tăng sản lượng đạn dược cho Ukraine để ngăn chặn sự đình trệ trong trường hợp sự hỗ trợ của Mỹ giảm xuống. Nhưng ngay cả khi chính sách của Mỹ tiếp tục theo quỹ đạo hiện tại, thì các đồng minh phương Tây của Ukraine dường như không sẵn sàng gửi mức nguồn lực cần thiết để giúp cho Kiev đạt được những bước tiến lớn trên chiến trường. Tôi có cảm giác rằng điều này sẽ tiếp tục, có thể ở cường độ thấp hơn, nhưng trong một thời gian dài. Chính quyền Harris chắc chắn sẽ không bỏ rơi Ukraine, nhưng điều đó thực sự sẽ thử thách quyết tâm của Ukraine và liệu họ có sẵn sàng tiếp tục chiến đấu trong cuộc chiến tranh tiêu hao này hay không. Chuyên gia Lars tại Chantal House nói thêm. Theo các nhà phân tích, điều này giải thích tại sao chiến lược của Nga dường như cũng nhằm làm suy yếu tinh thần của Ukraine. Ông Trump nhiều lần tuyên bố có khả năng chấm dứt xung đột Ukraine trong 24 giờ nếu tái đắc cử. Ông sẽ gọi điện cho cả Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky, đề nghị các bên ngừng hoạt động quân sự, ngồi vào bàn đàm phán, nếu không Washington sẽ có biện pháp gây sức ép khác. Cựu đại diện đặc biệt của Bộ Ngoại giao Mỹ về Ukraine, Kurt Volker, người giữ chức vụ này trong nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump, cho rằng nếu thắng cử, ông Trump có thể yêu cầu Nga rút quân khỏi vùng xung đột ngay cả trước khi ông chính thức nhậm chức. Đó sẽ là một kế hoạch khó chấp nhận đối với Moscow, Nga tuyên bố. Hòa đàm chỉ diễn ra khi mà Ukraine chấp nhận trung lập và thừa nhận thực tế trên thực địa. Trả lời trên kênh truyền hình Prime vào hôm 2 tháng 11, Roman Kostenko, thư ký Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội, cho rằng, theo quan điểm của cá nhân ông, Ukraine cần phải huy động thêm 500.000 tân binh xét theo điều kiện chiến trường hiện tại. Theo ông, tỷ lệ huy động quân sự của Ukraine đã giảm vào tháng 9 sau khi mà đạt tốc độ ổn định trong thời gian qua nhờ Kiev siết chặt quy định tuyển quân vào tháng 4. Mặc dù mục tiêu là tuyển 200.000 người, ông Kostenko tin rằng con số này vẫn là chưa đủ. Theo ông, con số phù hợp phải là 500.000 tân binh, giống như khuyến nghị hồi năm ngoái của cựu tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Valery Zaluzhny. Vào tháng 12 năm 2023, Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận đề xuất của ông Zaluzhny về việc huy động quân số quy mô lớn, ước tính sẽ tiêu tốn của Ukraine một số tiền khổng lồ tương ứng với 12 tỷ đô la Mỹ. Vào cuối tháng trước, thì Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine cho biết, hơn 1 triệu công dân đã tham gia lực lượng phòng vệ kể từ khi xung đột với Nga nổ ra. Chúng ta đặt mục tiêu huy động thêm hơn 160.000 quân nữa. Lực lượng vũ trang Ukraine có khoảng 250.000 quân nhân tại ngũ vào đầu năm 2022. Con số này nhanh chóng tăng lên sau khi mà Tổng thống Zelensky ra sắc lệnh huy động quân dự bị và cấm nam giới trong độ tuổi nhập ngũ rời khỏi đất nước. Ukraine lần đầu ban bố tình trạng thiết quân luật và lệnh tổng động viên vào hồi tháng 2 năm 2022. Kể từ thời điểm đó, lệnh này đã được gia hạn nhiều lần trong bối cảnh xung đột vẫn căng thẳng. Trong thời gian qua, thì nỗ lực tuyển quân của Ukraine đã phải đối mặt với một số diễn biến tiêu cực và tình trạng trốn tránh quân dịch. Tháng 8 năm ngoái, ông Zelensky sa thải toàn bộ lãnh đạo cơ quan tuyển quân của các vùng trên cả nước và mở cuộc điều tra về nghi vấn tham nhũng liên quan tới những cơ quan này. Đầu năm nay, thì Ukraine hạ độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25 và thắt chặt đáng kể các quy định huy động, yêu cầu những tân binh tiềm năng phải báo cáo cho Văn phòng Nghĩa vụ Quân sự để xác nhận dữ liệu. Việc huy động quân nhằm bù đắp những tổn thất trên chiến trường sau gần 3 năm xung đột với Nga. Ukraine đến nay chưa cập nhật con số thương vong. Sau hồi đầu năm, Tổng thống Zelensky cho biết khoảng 31.000 quân nhân nước này thiệt mạng hoặc bị thương.